Chào năm mới các bác nha. Ngày đầu tiên của năm 2019 theo lịch dương ấy, thì cũng xin được chúc các bác, cô chú, anh chị khắp mọi miền một năm sức khỏe dồi dào và gặp thật nhiều may mắn các bác nha. Đấy. Thì kết thúc ngày tức là ngày nghỉ ngày này Tết dương lịch ấy, và cũng là ngày nghỉ cuối cùng ấy. Để chuẩn bị bước sang một tuần làm việc mới thì cũng xin phép được quay lại một số cây mà em khá là ấn tượng và đã sẵn ở quê ấy. Ở quê nhà đấy, để lên Hà Nội tiếp tục với cái luồng công việc và những cái cây ở trên Hà Nội. Và thì cũng xin được cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ em trong suốt cái thời gian qua, và có những góp ý, có những cái động viên góp ý và có những cái mối quan hệ mới. Đấy, thì rất là cảm ơn các bác nhé. Đầu tiên là cây cứ đứng chỗ nào thì quay chỗ đấy luôn. Cái cây phi lao, thì mới vào được bộ tháng thôi. Đấy, thì cũng nói sơ qua lại cây này là nhìn cái là thích, vì em thật được phi lao đẹp hơn nhiều cây này thì rất là nhiều, đẹp to hoành tráng hơn thì nhiều lắm, nhưng mà cái cây này là thích ở cái chỗ là nó rất là rụt rịt, côn rụt và chi cành của nó cảm giác nó ngắn mà nó chia khẩu nó rất là bonsai. Bởi vì thường phi lao thì họ thường làm bay bay hoặc là bay bay là lướt theo cái bông của nó. Cây này thì rất rụt rịt, tay cành cắt giật như xanh đấy, thì rất là thích cái cây này. Và cái tỷ lệ nó ngắn, thấp cũng vừa phải, đây, vận chuyển nó trước nó cũng dễ dàng. Hôm trước thì đập vào cái chỗ lũa gì thì là vì cái thân của nó sống bằng cái vỏ bên này thôi, cái chỗ này là bỏ đi. Cũng thấy nó có một cái điểm nhấn khác, không có ảnh hưởng gì cây cối cả, cây thì vẫn khỏe cả. Phi lao thì nó rất khỏe rồi. Đấy, phi lao thì rất khỏe. Các bác nhìn. Mới quay gần đây thôi nhưng mà có đăng thử lên diễn đàn cây cảnh ấy, thì các bác rất là thích cái cây này, rất là nhiều người thích cái cây này. Còn giá cả thì không bàn đến, nhưng mà cái dáng dấp là rất là nhiều bác thích. Đấy. Chùn rụt. Đúng rồi, rất là to, rất là bự. Gốc bồ ngọn chỉ đúng cho tiêu chí gốc bồ ngọn chỉ đúng không? Cắt giật chùn rụt tự nhiên. Đó. Đó. Đang cây phi lao mà em rất là thích. Đang mong muốn cái cây tay này nó to bằng ngón tay này để có thể làm chuyển tiếp xuống dưới. Chứ không làm đơn điệu như này. Đấy. Trên xuống dưới nó thấp thôi các bạn, thấp thôi. Chân nó vặn xoắn các bạn, già nua vặn xoắn. Đấy, quay lại cho các bác nào mà chưa kịp xem kỹ, hôm vừa rồi nó mưa. Đấy. Rồi. Tiếp theo là đến cái cây la hán tùng này, thì cạo vỏ thì có nhiều bác góp ý là không nên cạo vỏ nó hại cây, mà thực tế là em cạo cũng không làm ảnh hưởng đến thân đâu, chỉ cạo cái vỏ chết đi thôi để lộ cái đường chuyển cho cái quay phim cho dễ các bác, và nó thực tế là nhìn nó xuân sắc hơn đúng không, chứ nhìn cái kia nó bình thường. Đấy, thì các bác nhìn có thể thấy cái đường chuyển của đường chạy của cái thân chính của nó dễ hình dung hơn. Đấy. Cùng la hán. Đấy, thì ở quê thì có chỉ có một số cái cây
bự bự tí chơi thôi các bạn, chưa có nhiều đâu. Cây gỗ chắc, gỗ chắc, cây gỗ chắc này thì quay khá nhiều lần. Ổi này, ổi này thì đang làm lại. Còn cây này, cây ổi này thì thế mà nhìn thì có một cảm giác đơn giản, mà em khá là thích cái cây này. Cũng đúng tiêu chí gốc phù bọn chỉ đấy, trực hoành. Thì khi nào mà cái tay này nó mạnh lên, to lên này, to bằng ngón chân ấy, thì cây này nó sẽ cân đối và rất là ổn. Đây, rất là ngắn thôi, chỉ cao tầm 30 phân thôi. Gốc nó rất là bự, nó chảy, mà nó ngắn nó bự nhá, và cây rất là khỏe. Gốc rất bự, mặt sau kia như mấy đẹp này. Mặt này mặt chính nhưng mặt sau kia chân bệ đẹp. Đấy, rất là bự. Form tiếp là có rồi, giờ chỉ có làm mịn nó lên thôi. Form tiếp có rồi, hoành đây. Đây đây, giật tầng đây. Cái ngọn kia thì sau chờ to đã, mọi người xử lý. Đấy, đấy. Cái du này thì bây giờ nó đẹp lên khá là nhiều rồi. Hôm qua thì mới quay cây này, nhìn như cây mùa đông các bác, nhìn như cây củi khô nó. Cái vẻ đẹp của du nó là như vậy. Màu da, như em có nói màu da dăm, nó họ đẹp dưới mà, dăm nó và màu da nó đẹp hơn dưới. Dưới thì da nó xanh xanh trắng trắng, đây thì nó tím. Đấy, rất là dày, mận đỏ, hay còn gọi là roi tì, roi, roi, cái roi ở miền Bắc, là miền Nam gọi là cái mận. Rồi, đây, quay trở lại với, vẫn là một siêu phẩm ổi, quay trở lại siêu phẩm ổi, siêu phẩm tỉ muội thì tổng quan thì nó vẫn cái form đấy thôi, chưa làm được gì thêm. Về là nó ổn định cây rồi. Thứ hai là hôm qua thì em mới hớt bỏ cái lớp đất nó bị chảy ra đây để lên đây để đắp thêm cho cái gốc của nó một chút. Sau đến Tết thì khoảng nó hơn tháng nữa thì tính tiếp, có thể là sẽ dỡ vào đất hay không thì tính tiếp. Đấy, cũng đang muốn phát triển cái bệ nó lâu hơn nữa, chứ bây giờ nó dễ cám, nó rất là nhiều thì cố gắng cho nó bám, sau nó bám lên đá thì mình bỏ đất đi. Thực tế là ngày xưa nó sống hơn 10 năm trên đá và nước chứ không có đất đâu. Đất một chút ở bên trong thì ta ghép đá thôi. Đấy thì bây giờ nó bị cằn này, các bác nhìn. Đấy, nuôi bao lâu như mấy tháng rồi nó vẫn chưa hồi được một cách tốt nhất. Đang để nó hồi đấy. Đấy thì các cụ bây giờ đánh cờ đây là thoáng đãng rồi. Bỏ cái đống đất ở đây đi rồi. Và hôm trước thì có mua cái cầu nó không vừa, đây nó không hợp, thì bỏ vứt cái cầu đi, làm một viên đá ong, làm viên đá ong xếp lên đây và thành cái cầu. Đấy, cho các cụ có lối đi từ đây lên đây, chứ tự nhiên các cụ ngồi chơi vơ ngoài đảo không biết các cụ đi đường nào, nếu chỉ có thể là tiên từ trên trời xuống thì đánh cờ thì chấp nhận được, chứ còn các cụ dân dã thì lấy đâu mà phép thuật mà đi đâu các bác. Đó, xong rồi sẽ thả nước. Đây là cái cầu vàng vàng dưới. Đó, không dùng được, không vừa. Đây là làn nước sơn thủy này. Treo leo lên trên này, còn có đường đi treo leo lên trên này. Tất cả là tiểu cảnh hoàn thiện hết rồi các bác nhé. Sạch sẽ lắm, nó không có đất này đâu. Đất này là ủ lên để phục hồi cái bộ rễ của cây thôi. Đấy, mà bỏ lên thì nó tổng thể nó hoành tráng lắm. Bỏ hết cả mấy cái hòn đá quây phân ở đây, chơi mấy hôm Tết đã, cho nó ổn định dần, dỡ dần. Đấy, cái nhánh phụ này nó phát triển rất là mạnh, gần như nó hút hết chất để phát triển ra cái nhánh phụ này. Đấy, sau là hoàn thiện cây phía trước nó ổn định rồi, nó mạnh lên rồi thì em sẽ tính em cắt đi cái nhánh phụ đằng sau này. Bây giờ thì để vậy đã.
Đấy, rất xung xuê. Hoa giấy vẫn lúc nào cũng có hoa. Hai cây mộc này lúc nào cũng có hoa. Thơm, rất là thơm. Này này. Mộc này. Hoa. Hết lưỡi này đến lưỡi kia. Hoa từ thân mà phun ra. Rất là thích. Đấy, mặt sau cái ổi nhá. Những phụ nó rất là tốt. Và cái cây ổi này cũng là cái cây ổi bốn mùa. Mùa nào cũng có quả các bác nhé. Nhưng mà nếu không tỉa thì mùa nào cũng có quả. Đây mặt sau đây. Đá điếc đây. Sơn thủy mòm, mòm đá non đá. Đua ra cái mỏm này. Dưới này có bày trí cảnh điếc đẹp, rất là đẹp, rất là hoàn thiện đấy các bác. Rất là hài hòa đấy. Đá này chạy liền một mạch ấy, chứ không phải là rơi ra cả. Đấy, cụ đánh cờ kia. Đấy đúng không? Đấy, cái thân phụ nó non hơn mà, nó phát triển rất là mạnh. Cái đằng trước này bây giờ tôi sẽ không cắt mà để thả sổng cái đằng to, cái răm nó to ngón tay đi. Cái tay cảnh nó to, tôi thấy những cái đầu này nó to, nó dài, nó to nó dài. Phát triển cố gắng để như này, sau nó bằng ngón tay thì sẽ xử lý. Bây giờ không cắt nữa. Để cho nó theo kịp cái đằng sau này. Đấy. Đây là cái ổi. Đấy, hôm nay tiết dương nhưng mà thời tiết rất là tiết âm, rất là lạnh. Thời tiết lạnh và hanh khô và nó không có mưa. Thời tiết rất là đặc trưng. Cây đào các bạn. Cây đào năm ngoái này. Quảng ra đây thì lại mải mới đi làm chẳng chăm được. Nó đã nở một lứa hoa cách đây mấy hôm rồi đấy. Bây giờ tiếp tục. Nên không chăm được, cho nên quảng đây thì gà nó cứ nhảy lên ấy, và cũng chẳng bón gì được nhiều. Thì răm nó không được dày và không khỏe. Nhưng tất nhiên như này nó chơi rồi, chơi lúng gốm lác đác. Nhìn thế này thôi nhưng mà nó khi nở hoa là kín cây đấy không? Nở hoa là kín cây đấy. Cây đào là một cây cái cốt rất đẹp. Cốt rất là đẹp. Các bạn. Chân bệ của nó rất là kinh đấy. Tiếc là mình không có ở nhà mình chăm được. Mà người ở nhà mình cũng không chuyên về nuôi gà. Khó. Bao giờ được thôi. Quy hoạch cái vườn nó nghiêm chỉnh, chơi nó sẽ sâu hơn. Đấy. Dăm. Dăm đào. Dăm đào này mà là chăm được thì ổn lắm. Vì cây nó ổn định chậu rồi. Rất nhiều năm trên chậu. Đấy. Khi mà nó nở thì vùng hoa nó rất là to, đào phai mà thì nó kín hoa luôn. Ở này vẫn chưa làm được. Chanh tứ quý. Một cây chanh cũng ra quả quanh năm. Đấy. Chắc vừa rồi phải về cứu cho lên đây. Cứu thì nó mới sống được. Không được vào đâu. Không ai chăm. Đấy. Cái ổi sáng nay trước nó ở trên một cái ang cũ nó dài lắm, nó không phù hợp lắm, nhưng mà ở vùng em thì nó không có đôn chậu thì nó cơ bản đâu, nhưng mà chơi nghiêm chỉnh là xuống Hà Nội lấy. Bây giờ sẵn ở nhà những cái ngày xưa thì mình dùng thôi, chứ nhìn các bác nhìn thấy nó bảo sao lại không sắm cho nó những cái đồ nó chuyên, nhưng mà thực tế là mình đang tận dụng nó, chơi nó còn chưa chuyên nghiệp. Ở quê mà. Còn dưới Hà Nội thì mình lại chơi theo kiểu khác. Đây thì mình sẵn cái gì thì mình sẽ dùng cái đấy thôi. Bởi vì là nhất là ở quê nó còn nuôi gà nhất. Thứ hai là những cái đồ này thường là những cây to, nên là mình vận chuyển nó cũng không được dễ dàng gì. Khi nào mà mình nhiều thời gian hơn thì mình sẽ làm chuyên nhiều hơn. Này, bây giờ chỉ cần cây đấy ạ. Có cây đấy. Cây ổi. Cây ổi thì trước làm cho nó ăn vào hòn đá ong này. Đấy, cũng được một thời gian rồi. Hòn đá ong. Nhả xuống và sẽ cố gắng là xuống mặt nước, chú thủy. Cây ổi chú thủy.
đấy. Cứ tự nhiên tay tán tự nhiên này và bay bay theo làn nước. Tất nhiên là chơi mà muốn đẹp biết thì đầu tư đôn chậu và mua cây đẹp thôi các bác, ai cũng có thể chơi được đấy. Nhưng mà vấn đề mình chơi như thế nào và phong cách của mình là gì đấy. Thì em thì thích tự kiếm được và tận dụng được những cái gì là hay nhất. Đấy cũng là động viên cái tinh thần của anh chung của anh em chơi cây, chứ không phải ai cũng có điều kiện mà chơi sâu đúng không các bác. Ổi vẫn còn lại rất nhiều ổi nữa nhé. Lan càng cua nở rất rộ, rất đẹp. Đấy, tạm thời một số cây ở sân thế thôi. Sắp tới sẽ nhập thêm một số con khủng hơn nữa các bạn. Thì cứ dần dần vì nhiều khi cũng không về quê được các bạn. Những cái cây mà đã mua này, thì phải rất là lâu mới trở về quê được. Còn gửi mua người ta cứ gửi, người ta cứ đuổi. Nhờ lấy chỗ mà. Cảm ơn các bác nhá. Chúc một lần nữa chúc các bác, chúc mừng năm mới các bác nhé.